Ông Dũng lò vôi viết tâm thư nói về bà Hằng, làm rõ chuyện tình cảm giữa vợ với Võ Hoàng Yên. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn tâm thư được cho là của ông Huỳnh Uy Dũng nói về ồn ào của bà Nguyễn Phương Hằng. Đáng chú ý, trong đoạn tâm thư còn nhắc đến chuyện tình cảm giữa bà Hằng và ông Võ Hoàng Yên. Dù chưa biết bức tâm thư có phải là của ông Huỳnh Uy Dũng hay không, nhưng đã thu hút được sự tò mò từ netizen. Bức tâm thư được đăng tải trên page Huỳnh Uy Dũng với hơn 625.000 người theo dõi. Nguyên văn đoạn tâm thư đang được netizen quan tâm. Một số người công khai nói này nọ tôi, vì tôi dám bỏ hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ ra để bảo vệ danh dự cho người vợ Nguyễn Phương Hằng của tôi. Tại sao tôi lại bảo vệ và yêu thương cô ấy ư? Quý vị hãy nhìn bức ảnh này xem. Nếu quý vị nói vợ tôi này nọ, thì tại sao vợ tôi không bỏ rơi những đứa con của cô ấy đã đẻ ra? Cô ấy luôn luôn yêu thương những đứa con của chính mình đẻ ra, dù bất cứ hoàn cảnh nào cô ấy luôn ưu tiên dành quyền nuôi con về phía cô ấy. Quý vị gọi vợ tôi là bà nói nhiều thì sao không nhìn vào những lần cô ấy tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện xây cầu, xây đường, xây chùa, tạo quỹ. Quý vị gọi vợ tôi là yêu Võ Hoàng Yên vậy tại sao bà ấy lại đứng ra tế mạnh mẹ ông ấy đến như vậy? Nếu như một người khác thì khi họ làm tỷ phú rồi thì đi du lịch đây đó ăn ngon mặc đẹp không sướng hơn sao mà phải lao vào chuyện như thế này, tất cả vì những người dân. Làm ơn những YouTuber chân chính hãy đứng lên đưa ông Yên ra sự thật, trả lại những gì ông ấy đã lấy đi của những người bệnh nhân. Đừng câu view câu like một cách vô lối. Hãy dùng sự thông minh của mình làm những clip có ý nghĩa đem đến sự tốt đẹp cho xã hội. Điều đó làm Huỳnh Uy Dũng tôi rất nể trọng các bạn. Rất nhanh chóng, bài đăng của fanpage này đã thu hút về hơn 11.000 lượt like và hàng nghìn bình luận. Tuy nhiên, fanpage Huỳnh Uy Dũng trên lại chưa có dấu tích xanh xác nhận chính chủ nên nhiều người vẫn còn ngờ vực cho rằng đây là thông tin không chính chủ, chỉ được đăng tải nhằm mục đích câu like câu view dựa lúc ồn ào bà Phương Hằng.